Hello, cũng như chào tất cả mọi người nha. Sau đây còn là một cái video, nó tính là một cái video cho biết nội dung về cái món đồ mà mình mới mua để gắn ở trong cái nhà kho hoặc cái nhà gara. Ok, hôm nay thì trời rất là đẹp. Sau khi cơn bão thì trời cũng đã đẹp trở lại. Mấy ngày vừa qua, từng vừa rồi thì ở chỗ mình có một cơn bão mà nó cũng gần thôi, thì gió mưa bão giông mà đồ xung quanh nhà thì nó bắt đầu nó trở nên dơ và bày hay. Thì bây giờ mình mới dọn dẹp từ trong ra ngoài, chẳng hạn như là cái canopy nhỏ gara để chứa xe mình, và cái chỗ để đựng đồ nghề, cái phòng, cái nhà nhỏ để đựng đồ nghề của mình. Thì bữa giờ thì mình cũng ráng dọn dẹp đồ rồi. Các bạn, nếu mà các bạn mà muốn dẹp đồ thì mình cần đồ để làm gọn đúng không, chẳng hạn như những cái kệ này nọ. Thì đồ mình thì nhiều lắm, đồ mình bày hay, nói chung là bày hay nó tùm lum hết rồi, cho nên mình đang cái quá trình mình đang clean up, mình đang dọn dọn dẹp, tổng vệ sinh, cứ như là bỏ đồ nghề cho nó ngay ngắn theo thứ tự, rồi in order cho nó, làm sắp xếp đồ nghề cho nó theo ngay ngắn. Thì mình kiếm và mua được cái món đồ này nè. Cái này là nó gọi là những cái kệ để đựng dụng cụ á, để đựng đồ nghề, kệ kệ đựng ốc vít, hoặc gọi là mấy cái khay, mấy cái kệ đó. Nó bằng nhựa nha cả nhà, bằng nhựa, mà bằng nhựa chắc. Thì nếu nếu cái nhà mà muốn các bạn mà muốn làm gọn cái phòng đồ nghề, cái phòng của mình, thì nhất là các bạn có nhiều những con ốc, con vít đó, nó nhỏ nhỏ quá đó, thì mình không có, coi như là không có chỗ để đựng nó. Chẳng hạn như là mình có những cái kệ nhỏ nhỏ gì á, thì nó nằm rời ở ngoài á, thì mình mất công mình phải mở nó ra, mở nó vô, hoặc là mình tiện nghi cái này á, thì mình có thể xách vòng vòng. Ở đây thì mình có những cái này nè để đựng ốc, đựng vít, thì mình xách vòng vòng được. Nhưng mà nhiều quá thì nó cũng làm cho mình coi như là nó bị mất thứ tự đi, rồi mình nhiều khi nó rớt nữa đó. Còn mình mua những cái kệ như vậy á thì mình gắn lên tường luôn đó. Ở đây thì con Dương nói thêm là nếu mà các bạn muốn làm gọn cái gara của mình, cái chỗ chứa xe, cái nhà kho gì á, mà các bạn có nhiều ốc vít đinh nhiều quá đó, thì nên mua những cái khuôn như vậy, những cái khay như vậy, những cái kệ như vậy. Thì con Dương mua cái kệ này á. Các bạn có thể mua những cái kệ này, mặc dù ở bên Mỹ hay bên Việt Nam, nước nào cũng vậy đó, họ cũng những cái tiệm bán đồ phạt ấy, đồ dụng cụ đồ nghề ấy, thì họ hay bán những cái kệ để đựng ốc như vậy nè. Có đủ loại nha cả nhà, kệ to, kệ nhỏ, kệ vừa đủ cái size trong cái phòng của mình, vừa đủ cái kích thước khác nhau. Cái và cái kệ của Quang Dương mua thì mình mua thì ở tiệm Mỹ. Ở bên Mỹ thì có những cái tiệm bán đồ nghề Mỹ rất là nhiều, rất là lớn, và trong đó nó cũng họ bán rất là nhiều những cái kệ đồ đựng ốc, tô vít như vậy nè đó, những cái khuôn, những cái kệ để đựng như vậy nè. Thì mình không biết ở bên Việt Nam hay nước ngoài mấy chỗ khác bao nhiêu, tùy theo cái kệ nha cả nhà. Cái kệ này á, của mình mua đó là nó có tới 18 cái kệ nhỏ màu đỏ, và 12 cái kệ lớn màu xanh. Ok, kích thước nó thì như đây nè. Không biết sáng quá cả nhà có thấy được hay không,
thì mình cho các bạn coi, và mất công mình khỏi cần phải đọc nữa, thấy không? Cả nhà cũng biết rồi. Bề bề dài á thì 15 inch, bề cao á, chiều cao á thì nó được chiều dài nó 25 inch và chiều cao nó 15 inch, và cái độ sâu của nó thì khoảng chừng 6-7 inch. Đó, thì nó cái những cái kệ nguyên cái kệ lẫn luôn cái kệ mà gắn vô trong tường nha cả nhà. Đây nó tới 30 cái pin để gắn vô tường, 30 cái kệ nhỏ nhỏ để gắn vô tường. Nó gọi là post rack á, những cái rack á để đựng đồ hạt á, những cái kệ để đựng đồ hạt á. Ok. Thì cái kệ này á, nó có thể gắn, mình có thể gắn cái kệ này nè, đằng sau này mình gắn vô tường là cái khuôn đen này nè, mình gắn vô tường nè. Ok cả nhà, là mình có thể gắn trong tường, trên tường, hoặc là gắn trên cái bàn, cái bảng pickleball. Cái bảng pickleball, nếu cả nhà không biết đó, thì pickleball là cái những bảng trắng đây nè, là có mấy cái lỗ đó, để mình có thể gắn đựng đồ, để đồ nghề mình lên, có mấy con móc hút đó, mình gắn cái lỗ cái hút vô cái móc xong mình gắn đồ nghề mình lên, đó gọi là cái pickleball. Ok, tiếng Anh gọi là pickleball, tiếng Việt mình thì mình không biết nó gọi là cái gì, đại khái gọi là cái kệ để đựng đồ, để treo tường, đựng đồ nghề vậy đó. Anyway, thì một chút nữa thì mình sẽ nói sâu về vấn đề mình gắn như thế nào. Ok, thì ở đây mình cho biết thêm chút chi tiết là nó nhìn như thế nào, nó lớn bao nhiêu lớn. Cái khuôn đỏ nhỏ này thì khoảng chừng nó khoảng chừng 4 inch, lớn khoảng chừng 4 inch. Cubic của nó đây nè. Đó. Đó. Nếu mà các bạn mà cái đồ nghề cái khuôn đựng này á, là các bạn mình để coi. Ok, cái rack này á mình có thể gắn lên tường hoặc là lên cái pickleball. Ok, gắn lên tường á thì nó khó hơn, nếu tùy theo cái tường của các bạn nhìn như thế nào, cái camera các bạn dùng gỗ gì mình có thể dẫn ốc vô, nó khó hơn là nếu mà các bạn có sẵn cái pickleball rồi thì mình dùng móc mình gắn lên thôi. Đó. Thì ở đây thì mình dùng dùng cái pickleball móc lẫn và mình dùng luôn gỗ để dẫn ốc vô luôn. Thì Quảng Dương làm cả hai kiểu, hai cách luôn để mình để mà gắn cái rác này nó lên. Ok, lên trên cái phòng, cái nhà mình, cái tường. Thì cái pin màu đỏ đó thì nó chứa khoảng chừng 24 cubic inch. Đó, nó khoảng chừng 24 cubic inch. Nó hô 24 cubic inch. Và cái màu xanh đó thì nó giữ được 76 cubic inch. Đó, thì không biết cái đỏ thì nó giữ khoảng chừng 5 pound hay là 3 pound gì đó. Ok, còn cái xanh nó giữ khoảng chừng có thể được 7 pound, 8 pound gì đó. Thì nó cũng nhỏ nhỏ thôi, nó không lớn lắm, tại cái rác này của mình á, mình mua là nó là cái mid size, nó là hạng trung bình. Nó không có lớn quá mà nó không có nhỏ quá. Nó tới 30 cái bình lận. Ok, 30 cái hộp rồi để mà đựng ốc. Ok, có nhiều cái nó lên tới 50, 80 cái hộp luôn, thậm chí 100 cũng có nữa, nó lớn hơn và nó dày hơn, nó chắc hơn. Rồi cũng có cái 20, mười mấy cũng có nữa, chẳng hạn như quan như có cái mình có một cái 10 nè, nhỏ xíu mà treo lên tường luôn, thấy chưa? Đó, cái hộp đựng ốc 10, 10 lỗ. Rồi mấy cái hộp xách tay này thì cũng cỡ đó thôi, nhưng mà nó nhỏ hơn. Đó, thì mình không thích coi như là nhiều cái hộp xách tay quá, tại vì mình thường thường mình hay làm ở nhà không à, thì mình nên mua cái rác như gì để gắn lên cái khuôn. Sao mình cứ quên cái tên của cái khuôn này, nói tiếng Việt như thế nào rồi. Đại khái là nó gọi là, nãy giờ mình nói rồi, thì nó gọi là cái kệ đựng dụng cụ. Ok, kệ đựng ốc vít, hoặc gọi là cái khay, nói chung là cái kệ. Ok, và nó có
Nó có hai cái loại khai trong đây, đỏ với xanh và kích thước khác nhau vậy thôi. Mình mua cái này á, giá khoảng chừng mười mấy đồng thôi, 15 đồng thôi. Nếu mà các bạn có coupon nữa, nói chung là mình không mua trong Harbor Freight 2. Nếu các bạn ở gần phía đông của nước Mỹ thì các bạn sẽ biết. Nhưng mà bây giờ Harbor Freight 2 thì hình như là xung quanh nước Mỹ luôn rồi. Nếu các bạn search trên Google thì các bạn sẽ biết là cái tiệm bán đồ nghề Harbor Freight 2. Tiệm bán đồ nghề thì đồ, nói chung đồ China cũng nhiều. Mỹ nó cho người em nước ngoài China làm, nhưng mà nói chung cũng ok thôi. Không giống như đồ USA, không chắc bằng đồ USA, nhưng mà nói chung là đồ rẻ tiền mà cả nhà. Thì mình cần chỗ để chứa ốc vít thì mình mua cái nào cũng không được, đúng không? Miễn là sao nó mình xài mình thấy nó bền, nó chắc là ok thôi. Ở đây Quang Duyên chưa có xài, nhưng mà mình đang mua về mình thử, mình gắn coi mình đựng được, coi nó có đựng nặng được hay không, nó có gãy, nó có rớt hay không đó, rồi mình mới biết. Chứ bây giờ mình chưa biết là nó như thế nào. Ok, bây giờ mình chỉ làm cái video là cho các bạn biết thấy đó, là mình gắn như thế nào và nó nhìn như thế nào, nó bao nhiêu, nó bị lớn vậy thôi. Cái này mình mua ở Harbor Freight 2 là khoảng 15 đồng, có coupon thì có thể rẻ hơn, mà bình thường cái giá thì khoảng 20 đồng. Ok, nếu các bạn mua đi ra ngoài đó mua không có coupon gì đó, tới cái tiệm nó mua thì khoảng chừng 20. Còn cái bự hơn thì tất nhiên là mắc hơn rồi, cái nhỏ hơn thì rẻ hơn. Nhưng cũng tùy nha cả nhà. Cái nhỏ hơn mà nó có sẵn ốc vít luôn á, giống như nó nhỏ cỡ này nè mà nó có sẵn ốc vít vô luôn cho mình thêm nữa đó, thì nó sẽ mắc, nó sẽ khoảng chừng cũng 20 mà cái nhỏ thôi. Thì mình có cái pot rack mới này, thấy không? Mới nha. Đó, đây cái model number của nó nè. Nếu các bạn muốn đi tìm nó để mà mua. Đó. Ok. Mình có receipt luôn, nó mới mà, mới mua khoảng chừng tháng thôi, mới có thời gian để gắn, tại vì bữa giờ bạn dọn dẹp cái phòng storage của mình cũng dọn dẹp cũng ngay ngắn cũng đỡ rồi, chứ lúc trước là cả đống đồ đó tùm lum hết rồi. Ok, bây giờ thì mình gắn kệ, gắn này gắn nọ lên thì nói chung là tương đối là để nó thứ tự được hơn lúc trước nhiều, cái gì ra cái đó hết rồi. Ở đây thì mình không có show khoe các bạn vòng vòng cái phòng mình chứa đồ nha. Ok, chỉ làm cái video cho cái nhà thấy cái rack bên này mình mua để gắn, cái kệ này mình gắn để đựng ốc vít thì thôi, cho cái nhà biết nó rất là tiện lợi. Nếu mà có ai mà chưa biết hoặc là muốn làm gọn cái phòng của mình, cái nhà gara mình mà có nhiều ốc vít để tùm lum hết đó, thì những cái khuôn này, những cái kệ này rất là hữu dụng như cả nhà. Ok, ok thì nó như đó tiền đó, và mua ở tiệm đó đó rồi. Hãy coi còn nói gì nữa về cái kệ này hay không trước khi mình đi vô vấn đề làm cách sao mà gắn nó. Ok, làm sao mà gắn nó thì cả nhà cũng thấy rồi, mình gắn lên trên cái peg board, phần nửa ở trên đó thì mình gắn peg board, phần nửa ở dưới đó thì mình dẫn ốc. Nếu các bạn có cái súng để mà dẫn ốc đó thì càng tốt nữa, nó lẹ, nó làm cho cái việc làm của mình nó lẹ hơn, mình gắn cái kệ này nó lẹ hơn. Và mình cũng dùng luôn zip tie nha cả nhà. Zip tie tiếng Việt gọi là gì quên rồi ta. Zip tie là những cái dây rút. Ok, cái dây rút nào mình gắn hết ba bốn cái dây rút nó nằm phía trên rồi, thấy chưa, chuẩn bị cắt nữa nè. Bây giờ mình rút cái kệ phía trên, cái kệ mình rút ở phía bên ở trên rồi đó. Ok, chặt luôn rồi đó. Ở trên thì có khoảng chừng ba bốn cái dây rút bằng cao su. Ok, nó bằng cao su như cái nhà. Cái rác này của mình á cũng là bằng cao su, mà cao su chất lượng. Ok, cao su nó cũng chắc cứng lắm, nó cũng chắc không có dễ gãy lắm đâu, nhưng mà cái rác này thì chắc lắm, mình thấy cái đồ nhựa nó cũng chắc đó. Thì nếu các bạn dùng dây nhựa rút á, để mà rút vô từ trong cái lỗ á, nè mình thấy cả nhà, không biết cả nhà có thấy được hay không, nhưng mà tại vì mình quay cái camera này mình quên mở đèn cho cái camera này của mình, bởi vì cả nhà khó thấy. Ok, nhưng mà chắc cũng tạm được mà. Thì mình gắn cái kệ này á, phải nhớ là cái nào cái trên đầu, cái nào dưới đít nha. Ở dưới thì nó nhìn nó ở dưới nè, nó nhìn nó mấy cái lỗ rồi.
đó, cái dưới này nó bự hơn, thấy chưa? Thì mình biết nó ở dưới, còn ở trên này thì nó chỗ này nó mật nó nhỏ nè, thấy không? Và nó có cái sticker ở đây, cái dấu hiệu là biết là cái này nằm ở trên rồi. Ok, dễ mà. Xong rồi gắm vô cái lỗ, mình nhớ là mình gắm gút, dây gút hoặc là đinh á, thì mình dặn ốc dặn đinh vô á, cái lỗ phía trong nha cả nhà. Đây nè, đây gọi là cái lỗ phía phía bên trong nè, cho cả nhà thấy để biết cái nào phía bên trong. Cái đây là phía bên trong nè, mình dẫn ốc ở phía ở trong của nó, cái đường dây cái lỗ ở trong á, ok đó. Còn đây là lỗ ngoài nè, các bạn thấy không, đây là nằm phía ngoài nè, đây là phía trong nè, phía trong nó có một chút xíu đây để mình dẫn ốc vô lỗ hoặc là dẫn dây dây xiết dây 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 này nè, dây gút, ok dây gút. Ok, mình dặn như cái mấy cái lỗ phía trong, tại vì các bạn thấy không, cái chỗ hở này để mình gắn cái gì biết không, để mình gắn cái kệ này nè đó, nó vậy thôi nè, mình tháo ra cho cả nhà thấy này nha, đó đó đằng sau này nó vậy đó, để mình gắn cái phía trong, cái phía cái phía trong này thì mình gắn cái hộp nó lên đó, những cái kệ nó lên như vậy đó. Thì mình gắn cũng được mấy cái đỏ rồi, rồi còn mấy cái xanh chưa gắn. Đây nè, nguyên cái hộp nó đây nè, mình lấy ra trong cái hộp nó rồi, còn có đống đây nè, còn khoảng chừng mười mấy cái xanh với mười mấy cái kệ đỏ chưa gắn nè. Mình tính là cho cái nhà xem xong rồi mình mới gắn, ok, rồi mới đựng ốc. Bây giờ xem cho cái nhà xem làm sao mà mình dặn ốc rút rút những dây rút ở phía trên, đồng thời mình gắn luôn cái hút nè, đó gắn vô mấy cái lỗ luôn nha cả nhà. Cái hút đằng sau cái phết bo này nè, đó mình chỉ dùng cái hút đằng sau cái phết bo này, mình chỉ dùng cái phết bo này, cái khúc ở phía trên này để gắn cái phần trên của cái rác thôi, ok. Còn những cái phần giữa với phần dưới á, thì mình dặn ốc, ok, cho cái nhà thấy luôn là dặn ốc nè. Đây nè, đây có một con ốc nè, đây rồi. Đây rồi, không có đèn cho ngay cả nhà thấy luôn. Ở đây một ốc, đây phần dưới ở bên trái là một con ốc, thấy chưa, mà dặn ở trong ấy nha, mấy cái lỗ ở trong này nè, ở trên đây cũng có một con nữa à, gần gần phía trên bên trái. Rồi bên chính giữa đó thì mình không có cái cây nào hết á, mình không có cây nào dính giữa, cho nên mình không có dặn ốc nào ngay chính giữa phần giữa đó, ok. Là tại vì á, đầu tiên á thì mình tính gắn phía bên đây nè. À, mình coi chỗ làm sao á, mình không biết chắc không có hợp địa điểm hay sao á, thì mình mới đổi là ok gắn qua đây luôn. Chứ ban đầu á, là mình tính gắn bên đây nè, đó thấy không, mình cưa cây mình làm gần sắp xong luôn rồi, cái nghĩ lại thôi không gắn nữa, tại vì làm cách này nó khó hơn, nó lâu hơn, tại vì mình phải gắn thêm, cưa thêm cây để gắn như vậy, rồi cưa thêm một cái cây ngay đây ngang nữa, thấy không, để mình mới gắn, để mình mới dặn ốc vô cái cây đó được, chứ mình không dặn ốc vô trong cái tường được, cả nhà hiểu không? Mình phải chặn ốc vô trong cái cây như vậy nè, nó nằm phía ngoài như vậy nè, thì mình gắn cái kệ, cả nhà nhìn thấy thì cũng biết rồi, thì đó cái kệ như vậy thì mình phải gắn lên cái cây, thấy không, giống như bên đây mình cũng gắn lên cây chứ bộ. Nè, bên bên phải cũng có cái cây rồi, cây 2x4 nè, cây 24 nè, bên trái cũng có cây 24 ngay cái góc của cái nhà nè, thấy chưa, toàn là gắn lên cây không à. Đó, cái phần ở trên này cũng gắn vô cây luôn, mình cũng dặn một con ốc vô cây nè, thấy chưa, bên phải này cũng có một con ốc vô cây nè, thấy không? Bên phải ở đằng trên nè đó có một con ốc nữa, nhưng mà đằng trên á mình gắn nhiều hơn, mình có zip tie nè ha, mình có gút nè, mình có hút nữa nè ha, mình gắn luôn mấy cái hút nữa nè, thấy chưa, vô trong cái lỗ thì phần trên nó rất là chắc, ok, tại phần trên mình có hai con ốc hai bên, rồi có thêm ba cái hút, rồi có dây gút nữa, cho nên quan trọng là cái phần trên, đặc biệt là cái phần trên nó cần giữ cho chặt để mình bỏ đồ nó không bị sệ, nó không có rớt xuống. Còn phần dưới thì chỉ có hai con ốc hai bên vậy thôi, đại khái vậy thôi, chính giữa không có gì hết á, ok, tại mình không có cái khúc cây nào chính giữa để cho mình bắt ốc vô đó, thì cũng phải chịu thôi. Nhưng mà để coi nó có chắc được hay không thì mình thấy nó cũng chắc nè, mình đun đủ nước đẩy cái khúc giữa nè, cái khúc giữa nè nó thấy nó cũng ok, thì để coi như thế nào, ok. Chứ phía bên đây á, là mình xong rồi đó, mình không có gắn phía bên này, tính gắn phía bên bên này nè, nhưng mà đang làm nửa chừng thấy phải phải dặn đinh vô gỗ nhiều quá, thấy không, phải cắt thêm một cái gỗ đây nè, ban đầu mình cắt thêm một cái gỗ trước đây rồi thấy ok lắm rồi,
cắt cũng công phu, cái nhà cắt theo cái chiều méo angle nữa mới gắn vô trong cái lên cái tường được, cho nên nó phức tạp lắm. Cả nhà gắn gắn mà phải cưa thêm cây để mà gắn cái này á, thì không nhất thiết nha, lâu lắc quá đi. Thì mình chơi đại, mình gắn lên trên pickleball, với lại thấy chỗ nào có cây thì mình tốt thì mình dặn vô chỗ đó vậy thôi. Ok cả nhà. Wow, có video tới 20 phút luôn. Giải thích cho cái nhà xem cái kệ đựng ốc vít mới của mình mới mua. Đó. Ok cái nhà. Ê, Quang Dương hay đăng những cái gì mà mới mới lạ lạ, có giúp ích được gì cho những người xung quanh biết thêm và làm việc được dễ dàng, thì Quang Dương hay đăng những cái video như vậy đó. Ok cả nhà. Cảm ơn cả nhà đã xem cái video clip này của Quang Dương, và mong cả nhà thích thích những cái video Quang Dương đăng lên, share với các bạn, share với mọi người, cho mọi người biết thêm về chẳng hạn như trong cuộc sống, làm việc, gia đình. Đại khái nói chung lại là tất cả những việc trong cuộc sống vậy đó. Cái nào mình thấy hay hay vui vui thì mình làm cái video đăng lên share cho cả nhà coi thấy thôi. Nhà thích thì cho cái like. Ok, tạm biệt cả nhà, hẹn gặp cả nhà một cái video lần sau nha. Bye bye. Cách gắn kệ đựng ốc vít.